Philippines có thủ môn siêu xịn, sẵn sàng loại Việt Nam khỏi vòng loại World Cup. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Philippines ở trận ra quân tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á trên sân vận động Rio Memorial vào ngày 16 tháng 11 tới. So với Indonesia hay Iraq, Philippines được coi là đối thủ có phần dễ chịu hơn với thầy trò huấn luyện viên Trussier. Dẫu vậy, đây cũng được dự đoán là trận đấu không hề dễ dàng với đội quân áo đỏ. Bởi Philippines có lợi thế sân nhà cùng với việc triệu tập đội hình mạnh nhất, trong đó đáng chú ý là thủ môn này Etheridge, người hiện tại đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Birmingham ở giải hạng nhất Anh. Này Etheridge còn từng có mùa giải thi đấu ở giải ngoại hạng Anh khi chơi cho Cardiff. Thủ môn 33 tuổi đã gắn bó gần như cả sự nghiệp của mình ở các cấp độ khác nhau của bóng đá Anh. Với đẳng cấp của mình, này Etheridge sẽ là một chốt chặn vững chãi trong khung gỗ của đội tuyển Philippines, ngăn cản đội tuyển Việt Nam vượt qua.